Con đi làm có đi chơi sao mày nói hoài vậy? Con với cái nói một cái mười. Con có nói mày cũng không hiểu. Ừ, thì mẹ không hiểu. Nhưng mẹ biết Nam chỉ ăn trứng chiên không hành. Khi mệt nhất định phải ăn nuôi xào bò chan nước tương mẹ pha. Không ai hiểu con bằng mẹ. Yêu thương, mẹ gói trọn trong từng bữa ăn cùng nước tương Phú Sĩ. Nước tương từ tâm ý, chọn hương vị tình thân.